Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay, ngày 10 tháng 3, miền Bắc mưa rét với nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 12 độ C. Cùng với đó, dự báo mưa phùn sẽ quay trở lại. Trong khi thời tiết miền Bắc mưa rét, thì miền Nam kéo dài chuỗi ngày trời nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết thêm, đêm 10 tháng 3, sáng 11 tháng 3, Bắc Bộ mưa nhỏ rải rác, sau mưa vài nơi. Từ 13-17 tháng 3, Đông Bắc Bộ, đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Ngày 10-11 tháng 3, khu vực này trời rét, sau đêm và sáng trời rét. Bắc và Trung Trung Bộ, từ 11-12 tháng 3, mưa rải rác, phía Bắc sáng và đêm trời rét. Các khu vực khác ngày nắng, trong đó Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi. Trên biển, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 10 tháng 3. Hà Nội, mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, mưa và mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, Tây Bắc có nơi trên 23 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, phía Bắc mưa nhỏ rải rác, phía Nam mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, phía Bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, phía Nam có nơi trên 20 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 23-26 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày mưa, đêm vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 33 độ C. Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C. Nam Bộ ngày nắng, miền Đông nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, miền Đông 35-37 độ C. Thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh có mây, không mưa, trời nắng nóng, tối và đêm trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.